Chào mừng các bạn trở lại với kênh Việt Channel TV. Hiện tại mình đang có mặt ở Phú Dày. Đây này là nơi mà người ta tổ chức chợ Viềng đấy các bạn. Chợ Viềng mọi năm thôi, những năm này thật cấm mà. Bây giờ mình đang đi vào Phú Dày. Hôm nay là chiều mùng 4 Tết. Ở đây rất là nhiều cây nêu luôn. Hàng quán thì cũng rất là đông nhưng mà lượng người đi vào thì rất là ít. Chắc là do ảnh hưởng của dịch Covid ấy, mọi người ta đi cũng ít thôi các bạn. Năm nay ở Nam Định mình có hai cái chợ Viềng đều bị cấm, một là chợ Viềng Vũ Bản. Đây là chợ Viềng Vũ Bản đấy các bạn này. Xã Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Còn bên kia là chợ Viềng ở xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hôm nay nó mới là mùng 4 thôi. Mình gửi xe bên ngoài cổng rồi mình đi vào ấy, quay cho mọi người coi. Vẫn bày bán bình thường. Mọi năm quay chợ Viềng cho các bạn coi, năm này chắc khó khăn. Tình hình người ta cấm hết rồi cho nên là nếu mà người ta không tổ chức thì không thể nào quay được. Nếu có gì mới nhất thì mình sẽ cập nhật video cho các bạn cùng coi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Mình vừa chui ở trong khu du lịch sinh thái núi Ngâm này. Hiện là mình đi vào đây luôn. Nơi này cách nhà mình hơn chục cây đấy các bạn. Trời đây vẫn bán rất là nhiều. Đây chính là chợ Viềng Phổ đấy các bạn này. Ở đây người ta bán rất là nhiều giỏ. Những cái giỏ cua. Lần này là tình hình chung rồi. Mình sẽ đi vào cửa chính. Tình hình chung năm nay buôn bán rất khó khăn. Các lễ hội hầu như là bị cấm đoán hết. Chỉ cần không cẩn thận một chút, dịch nó chỉ cần bùng phát một cái thôi là mọi các lễ hội các thứ là bị đình chỉ luôn. Mọi vấn đề đi lại sẽ trở nên khó khăn rồi. Rất khó khăn luôn. Đây chính là cổng đi vào. Hôm nay trời rất là nóng, rất là nhiều ô tô ở đây. Hôm qua thì mình đi đền Trần. Đền Trần là thờ cha, Phủ Dày là thờ mẹ. Ta sẽ đi vào nha. Trước cửa là một cái cổng tam quan. Đây đặc biệt là những người buôn bán người ta hay về đây người ta lễ được xin lọc lắm các bạn. Vắng. Nói chung là lòng này vắng lắm. Mình sẽ lượn một vòng
mình sẽ lượm một vòng để quay cho mọi người coi nhé, phong cảnh như này. Phủ Giày là một quần thể di tích luôn, rất là nhiều đền chùa. Đây chính là đền Cậu, lầu Cậu. Bên kia lầu lầu Cô, lầu gì? Chỗ này là nơi sắp lễ này. Không biết bên trong người ta cho quay không? Kệ thì mình cứ đi vào. Trong rất là đông. Cho vào không ta? Cũng vào đạo thôi. Đồng phết à. Bỏ hết dép ngoài mình. Bỏ dép ngoài. Tắt đi ạ. Bác ơi, bác ơi, không được chạy lung tung nha. Đây là cái sân sau đây mọi người. Trời giờ cũng tối, đâm đá nó cũng ít người thôi mọi người. Đó, mình đi vào cái động Gia Trang này quay cho mọi người coi nhé. Động Gia Trang của Phủ Giày. Mình cũng tranh thủ mình đi nhanh thôi.
động Sơn Trang. Rất là đẹp. Bây giờ mình đi ra nữa. À, quay mấy cái tiểu cảnh cho mọi người coi. Những người này còn đeo khẩu trang cẩn thận, căng lắm đấy các bạn, coi thường là chết đấy. Mình cứ phải đeo khẩu trang. Ở chỗ nào cũng thấy đông. Giờ đi ra ngoài nhé. Hôm nay là ít khách thế các bạn, ít khách, đông là không chen nổi đâu, mọi năm là không chen nổi. Trước đây chúng ta thấy có một cái hồ bán nguyệt này. Còn đây chính là lầu Cô. Lầu Cô mọi người. Và bây giờ mình đi ra ngoài thôi. Lúc đi vào mình quay khá là kỹ rồi. Và bây giờ mình sẽ quay vắn tắt thôi. Đi tắt quay ngắn gọn cho mọi người thôi. Và tình hình năm nay rất là khó khăn. Mọi lòng thoải mái thôi. Mọi người vào đây lễ bái để xin thẻ xong một lăng làm ăn thế nào. Mình không bao giờ mình xin. Đây là cửa hàng bán những cái đồ nông cụ này, sản phẩm nông nghiệp đánh bắt. Nhưng bây giờ nó chỉ làm để làm trang trí thôi các bạn, chả ai người ta dùng cái này để bắt cá bắt cua thôi. Tại vì nhà xa thành ra mình phải đi nhanh, đi nhanh cướp. Mình có một cái tật này đi rất là nhanh các bạn, số vất vả phải đi nhanh, đi chậm không chịu được.
nó là một thói quen thôi, một thói quen nó trở thành tính cách rồi. Đây toàn đồ gỗ không, đồ gỗ liệt quá. Bên này thì người ta bắn cái lan, lan là những cây cảnh mê ly. Đây chính là đèn cộng đồng nha các bạn nhé. Mình lướt một chút này. Đèn cộng đồng. Rất là đèn một tí rồi đi ra. Cấm đổi tiền lẻ và bán hàng trong khu vực sân đền, nêu rất rõ đấy. Cộng đồng phố dày và lễ người ta thường vào cái đền đầu tiên. Cộng đồng phố dày đền này năm nay cũng rất là thưa. Với khách không thắp hương trong đền. Chỗ này là chỗ sắp lễ đấy mọi người. Mình đi lướt rồi mình đi ra nhé. Đây là lầu Sơn Trang. Lầu Sơn Trang mọi người nhé. Bây giờ mình ra mình lấy xe mình đi về đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.